Thưa quý vị, thưa các bạn, những hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại Biển Đông đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc đã tuyên bố ngừng các hành động xây dựng tại Biển Đông. Tuy nhiên, mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra báo cáo khẳng định trong vài tháng qua, Trung Quốc đã đẩy nhanh tốc độ xây dựng ở Biển Đông và hiện nay chưa dừng hẳn. Theo báo cáo công bố ngày 20 tháng 8 vừa qua của Lầu Năm Góc, Trung Quốc đã bồi đắp một diện tích rộng gần 12 km2 trên một chuỗi các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, tăng thêm gần 50% so với diện tích hồi tháng 5 năm nay. Tờ Sputnik đưa tin, Trung Quốc đang trong giai đoạn hoàn tất đường băng dài gần 1.000 mét trên một trong 7 đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa. Công trình này khả năng được sử dụng cho việc tiến hành các hoạt động quân sự trong tương lai. Mỹ cho rằng việc xây dựng đường băng trên đảo nhân tạo ở Biển Đông là hành động khai hoang thêm lãnh thổ. Trung Quốc lần đầu tiên đưa ra tuyên bố ngừng hoạt động bồi đắp cải tạo ở Biển Đông vào ngày 16 tháng 6 năm nay trước sức ép tăng mạnh của dư luận thế giới và các nước. Điều này một lần nữa được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhắc lại tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đầu tháng 8 vừa qua. Tham chiếu những tuyên bố ngoại giao của nước này với báo cáo của Lầu Năm Góc cho thấy về việc nói mà không làm của Trung Quốc. Theo chuyên gia phân tích về Biển Đông, bà Shannon Tiasi, việc tuyên bố ngừng mở rộng đảo chỉ là cách để nước này quay lại bước trấn an trong vòng lặp lại vô tận của mình. Khi mối quan hệ với láng giềng bắt đầu ổn định và tốt dần lên, Bắc Kinh sẽ lại trở về với cải tạo và xây dựng, thậm chí với tốc độ còn nhanh hơn trước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phân tích, mỗi lời nói việc làm của Trung Quốc khiến thế giới nghi ngờ theo nhiều cách. Chuyện này không phải bây giờ Trung Quốc mới sử dụng, những cách tiếp cận và giải quyết nhiều các hoạt động khác nhau tạo ra một sự đã rồi. Và tất cả tuyên bố rất là nghe có vẻ rất bùi tai, nhưng mà thực chất là bên trong là cực kỳ phức tạp và có thể có những ý đồ rất thâm hiểm. Trung Quốc công khai hoàn tất việc cải tạo đảo, song lại cho biết sẽ chuyển sang xây dựng những cơ sở trên đảo để phục vụ cho mục đích quân sự và dân sự. Một tuyên bố lấp lửng giúp Trung Quốc tạo đà cho bước đi tiếp theo. Như vậy, nếu Mỹ và các nước chủ quan mất cảnh giác, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ tiếp tục sau khi bốn đảo nhân tạo như vậy được củng cố vững chắc. Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an cho biết, sau khi hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng trên đảo, Trung Quốc có khả năng khống chế cả eo biển Malacca và đặt ra những luật lệ theo kiểu của Trung Quốc nhằm kiểm soát đường hàng hải nhộn nhịp bậc nhất thế giới này. Khi Trung Quốc mà hoàn thành xây dựng căn cứ quân sự đấy, có sân bay, có biển cảng, họ sẽ đặt ra những cái luật phi lý của họ kiểu như là vùng nhận dạng phòng không ở trên biển Hoa Đông mà Trung Quốc áp đặt vào ngày 23 tháng 11 năm 2013 trên biển Hoa Đông. Rồi họ cũng sẽ đặt ra những cái luật lệ phi lý buộc các tàu thuyền quốc tế đi qua đây phải khai báo ở trên biển, đi qua vùng biển này cực kỳ khó khăn. Ở trên không có thể họ khả năng thiết lập vùng nhận dạng phòng không Biển Đông, cũng đặt ra những cái luật lệ theo kiểu Trung Quốc họ đã làm. Và như vậy thì mất an ninh an toàn hàng hải. Ở đây là con đường hàng hải nhộn nhịp bậc nhất hành tinh này. 1/3 hàng hóa dịch vụ thương mại toàn thế giới đi qua Biển Đông. Giới phân tích cho rằng, các quốc gia ven Biển Đông phải chủ động và sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu, bất ngờ trên nền tảng của chủ trương kiên trì hợp tác và giải quyết bất đồng qua đàm phán. Kiên định mục tiêu hòa bình, trân trọng tình hữu nghị với các nước láng giềng, tăng cường đoàn kết và góp phần củng cố sức mạnh của ASEAN, tranh thủ các trợ giúp của cộng đồng quốc tế, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, dù đã tuyên bố ngừng xây dựng, nhưng việc Trung Quốc cải tạo các đảo, bãi đá hiện nay vẫn tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến Biển Đông như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Kế Lâm, Nguyên Giám đốc Học viện Hải quân, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Kinh tế Biển TP.HCM về vấn đề này. Thưa ông ạ, vừa qua thì trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố nước này đã dừng việc bồi đắp tại các bãi cạn và đảo nhân tạo ở trên Biển Đông. Nhưng mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra báo cáo khẳng định hoạt động này của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông đã tăng gần 50% so với hồi tháng 5 vừa qua. Vậy thì ông có nhận định như thế nào về vấn đề này ạ? Tuyên bố của ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ở hội nghị ASEAN, đấy là một cái câu nói để trấn an cái sự phản đối của các nước Đông Nam Á và của công luận quốc tế. Và ông cũng nói rằng là ngừng bồi đắp, chứ không ngừng xây dựng và cải tạo các cái đảo đó.
Cho nên họ tiếp tục làm là hoàn toàn đúng với cái thực tế. Và tôi nghĩ rằng họ đã đầu tư hàng tỷ đô la, thuê biết bao nhiêu phương tiện, rồi con người, rồi cả phương tiện bảo vệ của hải quân, của không quân ra đó để họ bồi đắp những cái bãi đá ngầm mà họ chiếm được năm 1958 thành ra những cái đảo nhân tạo, và họ tiếp tục làm và sẽ làm là cái chuyện đúng thôi. Vâng thưa ông, Trung Quốc có thể ngừng bồi đắp mở rộng diện tích các đảo ở Biển Đông, nhưng họ sẽ mở rộng việc xây dựng các công trình trên các đảo này. Vậy việc làm này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình hình an ninh khu vực ạ? Có thể họ tạm ngừng bồi đắp diện tích các cái đảo nhân tạo của họ, nhưng rồi họ sẽ tiếp tục biến các cái đảo nhân tạo đó thành những cái căn cứ hải quân ở phía trước, cách xa đảo Hải Nam đến gần 1.000 km. Cái việc đó họ làm thay đổi cái hiện trạng của Biển Đông, thay đổi cái tương quan lực lượng ở Biển Đông, và họ sẽ gây những cái khó khăn cho việc lưu thông hàng hải cũng như hàng không ở trên vùng trời Biển Đông. Tất nhiên gây nên những cái xáo trộn mà xưa nay chưa từng có. Đó là cái việc làm mà Trung Quốc đã ra sức cải tạo bãi đá ngầm thành ra đảo nhân tạo của họ ở Biển Đông. Vậy thưa ông, là việc Trung Quốc tiến hành xây dựng các công trình này thì với mục đích khá rõ ràng là muốn kiểm soát Biển Đông. Tuy nhiên, sự phản đối của cộng đồng quốc tế đã khiến họ phải chuyển sang một chiến lược mềm mỏng hơn, đó là sử dụng các biện pháp dân sự và ngoại giao. Ông có nhận định gì về ý đồ của Trung Quốc với những hoạt động này ạ? Trung Quốc họ cũng rất là có cái thủ thuật để xử lý những vấn đề tranh chấp ở trên thế giới cũng như tranh chấp ở trên Biển Đông. Khi mà họ tuyên bố là họ sẽ cải tạo những cái bãi đá ngầm thành ra những cái vùng quân của hải quân, thì thế giới phản đối rất là quyết liệt. Thì họ chuyển sang, họ tuyên bố là họ cải tạo những cái đảo đó để làm hai mục đích, tức là lưỡng dụng vừa dân sự của quân sự. Nhưng theo tôi thì cái quân sự là cái chủ yếu, còn dân sự chẳng qua là vỏ bọc để tránh cái sự phản của Đông Nam Á cũng như của các nước trên thế giới. Họ sẽ dùng cái hình thức đấu tranh với các nước lớn như là Mỹ, Nhật, Ấn Độ trong cái việc là quản lý Biển Đông, bảo vệ an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông bằng cái biện pháp là sử dụng rất nhiều cái tàu cá có vũ trang và không có vũ trang, vừa kết hợp xuống đánh bắt khai thác tài nguyên ở Biển Đông, đồng thời họ sẵn sàng đối chọi với các cái tàu chiến của Mỹ và họ ép những tàu này ra xa những cái vùng mà họ quản lý, vì họ dùng những cái tàu quân dân sự mà vây những cái tàu quân sự thì rõ ràng Mỹ không thể dùng vũ khí để đánh lại những cái tàu này được. Và họ đã thực hiện được cái là chống can dự, ngăn chặn. Do đó cho nên cái việc mà họ sẽ đưa hàng ngàn tàu cá xuống ở những cái đảo mà họ vừa xây dựng ở đó thì cũng rất có thể. Ngoài cái việc là sử dụng tàu cá dân sự thì họ còn có những cái hành động chuẩn bị để khai thác nguồn năng lượng. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Kế Lâm về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.